25 tháng 10, lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã di lý đối tượng Nguyễn Văn Lê, 46 tuổi, quê ở xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, về đơn vị để xử lý theo thẩm quyền. Lê là đối tượng bị truy nã về tội giết người, cướp tài sản. Sau đó, đổi tên rồi lẩn trốn pháp luật gần 25 năm. Trước đó, ngày 28 tháng 3 năm 1998, Nguyễn Văn Lê cùng 3 đối tượng khác ở huyện Hậu Lộc và Quảng Xương đến đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng để tìm việc làm trên tàu cá. Sau khi được chủ tàu cá ở Bình Định nhận vào làm thuê, rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn, sẵn có ý định cướp tàu từ trước, nhóm của Lê sử dụng dao, gậy gỗ, tấn công, khiến chủ tàu cá và một người khác tử vong. Sau khi gây án, Lê cùng 3 đối tượng trong nhóm đã cướp tàu và một số vật dụng khác bỏ trốn. Để đối phó với sự truy bắt của công an, Nguyễn Văn Lê trốn vào tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Kon Tum, Lâm Đồng. Trong khi lẩn trốn, Nguyễn Văn Lê đổi tên thành Nguyễn Văn Hải, thay đổi cả tên cha, mẹ để làm giả các loại giấy tờ như giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, sau đó lấy vợ, sinh con. Sau nhiều năm truy tìm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định được Nguyễn Văn Lê đang lẩn trốn tại xã Nờ Thôi Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Phối hợp với công an địa phương, công an tỉnh Thanh Hóa đã đủ tài liệu, chứng cứ, chứng minh Nguyễn Văn Hải chính là Nguyễn Văn Lê, một trong các thủ phạm đã gây ra vụ án giết người, cướp tài sản gần 25 năm trước. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Lê theo quy định của pháp luật.